Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Tạm hiểu theo cái kiểu nông dân như mình ấy, là người đời xưa nay 70 hiếm. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là chiếc đài Sony có model CFS 1175SC 1175SC. Chiếc đài này đã được một thượng đế ở cái ngưỡng nhân sinh thất thập cổ lai hy. Thế có quý không chứ này? Thượng đế U70 ở Vĩnh Phúc đã trần văn chốt buổi trưa ngày hôm nay, đã chuyển thóc cho mình 500.000 đồng. Mình đã có video test radio, đã có video test line in. Còn về phần băng cassette thì không test. Đấy, chỉ bấm là xem motor nó vẫn chạy, tiếng sôi nó vẫn ra. Tức là đưa băng vào thì nó vẫn có tiếng, nhưng mà tiếng nghe nó không ra làm sao cả. Đấy, thế nên là không test về phần băng cassette. Thì sư phụ U70 hôm nay điện thoại Zalo, điện thoại hình gặp mình nói chuyện, hai thầy trò đàm đạo một lúc, nhưng mà sư phụ bảo thôi thì sư phụ cũng chả nghe băng cassette, chủ yếu là nghe radio thôi. Năm thì 10 họa, lúc nào thích thì nghe nhạc thì cắm điện thoại vào qua cái đường line in để nghe, chứ còn radio thì nghe suốt ngày, ngày nào cũng nghe. Và sư phụ đã chốt. Đúng ra thì chiều ngày hôm nay thì gửi cho sư phụ ở Vĩnh Phúc, biển số 88 đấy. Nói đến Vĩnh Phúc thì xin thưa tới quý vị và các bạn này, lão nông cũng có một cơ số ngày ở đấy, ở Tam Đảo, cách đây vài chục niên. Đường Tam Đảo vừa sạch vừa mát. Đất Tam Đảo thì có dấu ấn của thủa đôi mươi. Đúng ra thì gửi chiều ngày hôm nay. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, kính lão đắc thọ, bây giờ thượng đế 70, mình phải kiểm tra lại vấn đề, coi như là xem nó đã ổn định chưa, là điểm thứ nhất. Thượng đế nào mình cũng kiểm tra, thế nhưng đặc biệt là những thượng đế U70 thì cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn nữa. Người mua, người ta chuyển tiền cho mình rồi, người ta còn chả vội. Thế mà mình là người bán này, chả làm sao mà phải vội cả. Ở đây nó có một cái vấn đề. Đấy, lại có cái đây này. Để từ chối nhận cuộc gọi, soạn tin nhắn, có phải quảng cáo làm phiền không? Sao lại vui tính thế? Quảng cáo như thế này thì chả làm phiền thì còn là cái gì nữa ấy. Tự dưng người lại nổi lên như thế này, lại còn hỏi có làm phiền không. Cái đài này khi lấy của anh cu bạn mình ở trên Sài Gòn về vào, mình cũng báo tình trạng rồi, và cũng có video test báo cáo tình trạng rồi. Tình trạng của nó thì radio vẫn đang hoạt động tốt, line in đang hoạt động tốt, băng cassette thì tiếng nó không ra làm sao cả. Thế nhưng nó có một cái điều là cứ cắm điện vào là cái đèn đỏ nó sáng, cứ cắm điện vào là cái đèn nguồn nó sáng, cắm điện vào là cái đèn nguồn nó sáng. Không mở play, không mở băng cassette, không mở radio, không mở line in mà cái đèn ấy nó lại sáng lên. Bỏ thế này mà cứ thế này mà gửi đi. Đúng thật là ở trong video là nói rõ là cứ như thế thì 1.080.000 đồng. Thế còn xử lý cái đèn nguồn này và sửa lại cái phần băng cassette cho tiếng nó chuẩn thì thêm thóc. Thôi thì cái phần băng cassette thì sư phụ không có nhu cầu nghe băng cassette thì thôi bỏ qua. Thế nhưng còn cái đèn nguồn này, đấy là cái lý do mà ngày hôm nay chưa gửi. Phải giữ lại cái đài này để xử lý. Vì ở đây thì mình chỉ mất tí công thôi, mất tí công thôi, chứ còn linh kiện thì đài thì mình đúng nói bảo không thiếu thì không đúng. Thế nhưng 600 chiếc đài thì linh kiện này cũng có một số để thay thế. Mình chỉ có mất tí công thôi.
ngồi vào đây sờ lần, thế mà lại không làm cho sư phụ U70 thì nó còn ra cái thể thống gì nữa. Và sư phụ thì đã đồng ý rồi, bằng lòng là cái đài cái tình trạng nó như thế, chấp nhận như thế, mua với một mức thóc là 1.080.000 đồng, không cũng không mặc cả, không trả giá, vui vẻ. Điện thoại Zalo mà, điện thoại hình nói chuyện đến nửa tiếng ấy. Thế nhưng mà đấy là việc của sư phụ, sư phụ chấp nhận mua cái tình trạng nó như thế. Thế còn cái việc của người bán là mình, còn người bán khác mình không biết. Cái việc mình phải cố gắng phấn đấu làm sao mà khi gửi hàng đi phải rung đùi, khi người nhận hàng tiếp tục vỗ đùi, khi nhận hàng cho nó ăn điện này cứ phải vỗ đùi đen đét. Thế còn người bán hàng là nông dân khang, khi gửi hàng đi cứ rung đùi, chả làm sao mà phải lăn tăn cái này cái nọ. Nhưng hôm nay mà vẫn cũng cũng vẫn cứ để cái đèn đỏ này thì đúng là cũng có sự lăn tăn đấy, có sự lăn tăn đấy. Thế nên để tránh đêm dài lắm mộng, buổi tối ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay thì vừa đóng hàng các thứ, nghe điện thoại này nọ cái lọ cái chai hết ngày, chả làm được cái gì cả, chỉ có đóng hàng với nghe điện thoại. Cái này tối nay cơm cháo xong là mắm chè rồi mới ngồi sờ lần vào được. Và cũng báo cáo với quý vị và các bạn, báo cáo với đại sư phụ U70 ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đệ coi như thế là đã xử lý cái đèn nguồn cho thầy. Đệ đã coi như thế là hoàn trả lại cái tính năng mà nhà sản xuất người ta trang bị cho. Đó là khi nào dùng thì nó mới có cái đèn đỏ. Thế còn không dùng thì không có đèn đỏ. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, chứ làm gì có cái chuyện cứ cho ăn điện là đèn đỏ lên. Ai cho phép? Không cho phép. Đài ở đâu thì không biết, chứ đài ở trên cái bàn của nông dân này thì không cho phép. Mình chỉ là nông dân thôi, chuyên sâu, kỹ thuật chuyên sâu là cuốc bẫm cày sâu, lấy cái đằng sau con trâu làm thước ngắm. Cả một thời mò cua bắt ốc đánh dậm, nhưng mà nay thì có cái niềm đam mê radio cassette, với lại cũng vài chục niên về trước cũng được sư phụ chỉ bảo cho một ít về đài đây, về đài thôi chứ không không chứ về đóm không chỉ đóm về tự thân vận động học hỏi các bậc tiền bối thôi, chứ còn sư phụ chỉ cho đài thôi chứ đóm này không chỉ. Thế nên là kết hợp nó nhiều yếu tố, lại còn có các sư phụ, các huynh, các hiền đệ trải dài 63 tỉnh thành. Thế nên là để làm cho cái đài nó rên rỉ lên cũng không có gì là ghê gớm cả. Trên thực tế có tương đối những chiếc đài mà mình không làm được. Đấy, mình quay video, mình nói tình trạng. Sau khi video lên trên rồi mọi người xem được thì đã có sư phụ, đã có sư huynh, đã có hiền đệ coi như là điện thoại chỉ bảo chỗ này chỗ nọ cái lọ cái chai, thế là làm được. Thế nên bởi vậy tuy là nông dân thế nhưng đài để làm cho nó rên rỉ lên từ radio với đến băng cassette chẳng có gì là ghê gớm. Mình không làm được thì mình gọi cho sư phụ mình. Mình không làm được là mình làm cái video chia sẻ có đầy người người ta biết, người ta bảo nhá, muốn biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi thì phải học, không giấu dốt, không giấu dốt, không giấu dốt. Thôi thì trước tiên thì cũng sư phụ mà xem được cái video này thì sư phụ cũng biết được là tại làm sao mà ngày hôm nay đài của sư phụ lại chưa lên đường. Cái thứ hai thì sư phụ cũng thông cảm cho đệ ở cái chỗ là sư phụ chấp nhận nhá, sư phụ chấp nhận, sư phụ đồng ý mua cái đài này ở cái tình trạng là radio tốt, đường line in tốt, băng cassette thì vẫn chạy như tiếng chẳng ra làm sao cả, và đèn nguồn thì lúc nào cũng sáng. Thế bây giờ để đã khôi phục cái đèn nguồn này, tức là khi nào dùng thì nó mới sáng, còn nếu không dùng chỉ cắm điện thôi thì không bao giờ nó sáng cả.
Thì cái đấy mà thầy mà không đồng ý thì thầy cũng thông cảm cho thôi, chứ bây giờ mà đệ mất công mất sức ngồi vào đây sửa chữa rồi, giờ lần mãi mới tìm được, đây lại còn phải nhờ vào sự hỗ trợ của hai cái thằng cu quan này nữa. Nó không có hai thằng cu quan này thì cũng chịu. Đấy. Bây giờ thì thầy lại bảo là thưa anh ấy, lại làm lại nó như cũ cho tôi thì đúng là làm thì cũng làm được, nhưng mà thôi mong thầy đừng có nói thế. Mong thầy đừng có bảo là tôi đã chấp nhận mua cái đài, khi cắm điện vào là lúc nào nó cũng sáng cái đèn nguồn đó, bây giờ anh lại làm cho nó tắt đi, khi nào dùng nó mới sáng thì tôi lại không thích. Có khi thầy lại có cái ý là mua cái đài này về thì nhiều khi là làm thay thay cái đèn ngủ, cứ cắm điện vào là cái đèn đỏ sáng, là thay cái đèn ngủ. Thôi thầy cứ châm trước cho nhá, chứ thầy đừng có bắt giờ lại khôi phục lại như cũ. Tất nhiên là cũng làm được chứ không phải không làm được, đài đang nói mà làm cho nó không nói nữa mình còn làm được cơ mà nhá. Nói gì đến cái bây giờ nó không sáng làm cho nó sáng, hoặc nó sáng thì lại làm cho nó tắt đi, làm được nhưng mà nó uổng công đệ ngồi đây mỗi giãn nó đốt đấy, giờ đang mưa đấy. Thôi thì chia sẻ tới quý vị và các bạn và sư phụ thế thôi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng với lại sư phụ xem cái sản phẩm để ngày mai để gửi cho thầy. Sau này mặt tiền thì thôi khỏi xem nhá, thì mặt tiền xem bên ngoài cũng được, 1177 à 1175 SC đây. Đấy. Yêu trẻ thì trẻ đến nhà, yêu già thì già để tuổi cho, kính lão đắc thọ. Đây là phên vỉ radio, phên vỉ radio đấy, chân ốc, chân ốc chân này nó hơi hơi nứt này đấy. Đấy, chân ốc tụ xoay zin đây, chân ốc nữa này này. Anh cu bạn mình anh vệ sinh sạch đẹp rồi, anh cu bạn mình anh kỹ tính, anh cu bạn mình đi báo cáo với lại quý vị và các bạn này. Anh ấy cũng ngũ tuần thôi, anh ấy tính anh ấy cẩn thận lắm này. Đấy. Vệ sinh sạch đẹp nha. Đây chân ốc này, đây chân ốc này, đây chân ốc cơ này, và đây là cái đèn giả để báo vớt báo chiều quay của băng đấy, cái nhựa xanh đấy. Thế là vệ sinh sạch đẹp nhá, vệ sinh sạch đẹp và không bị gãy chân ốc này nhá, không bị gãy chân ốc nào cả, cho cụ an toàn dưới này đấy. Tiếp tục đến bộ phên vỉ đây, đây phên vỉ đây, quên nữa, chưa ký tên vào. Phên vỉ nét như thế, chuẩn như vậy mà lại không ký tên vào thì đúng là hỏng hết bánh kẹo. Phên vỉ của lão nông cung cấp. Khang 1861. Đấy, chỗ rắc lai in này người ta dùng người ta cứ lay đi lay lại để phải hàn lại, mai đệ sẽ tẩy rửa đẹp đi nha. Đây là vết nhựa thông để vừa hàn đấy. Đây. Về cơ bản thì cái bộ phên vỉ này không có đầu bới xơi lộn gì cả. Đây này thì có cái coi hai con IC công suất để vừa phải hàn lại, để vừa phải hàn lại để cho nó đi đi cùng năm tháng nha. Đấy, và có một số chỗ bé bé nho nhỏ xinh xinh là cái chỗ đấy, là cái chỗ mà để xử lý về cái vấn đề đây là cái đèn đỏ đấy. Bây giờ thì nó không bao giờ nó sáng nữa, trừ khi ấn play, tức là trừ khi dùng cassette hoặc là line in hoặc là radio thì cái đèn đỏ nó mới sáng. Bây giờ nó tính năng của nó đúng như lúc nhà sản xuất người ta sản xuất ra rồi. Đây là hai IC công suất là A4597, hai công suất là A4597 keo đổ vào đây rồi này. Đấy, đây keo đây đổ vào đây rồi. Chỗ này là chỗ dây của volume to nhỏ này, dây của volume to nhỏ này. Đây công tắc, đây công tắc chuyển tabe radio đấy này. Công tắc chuyển tabe radio với lại line in equalizer đây này. Đấy, thế là phên vỉ đẹp nhá, ký tên vào rồi. Nhưng mà cứ để cái đèn đỏ nó lúc nào nó cũng sáng như vậy gửi cho thầy chưa được ưng cái bụng. Đây là cái vỏ đằng sau. Đấy.
chân ốc không bị gãy nào cả, vệ sinh sạch đẹp, vệ sinh sạch đẹp anten đây này. Đấy, vệ sinh sạch đẹp nhá. Này là anh cu bạn mình anh vệ sinh đấy, nguồn đây anh cu bạn anh vệ sinh chứ không phải mình vệ sinh đâu. Anten, anten zin, anten đầu nhựa, anten zin, nắp pin đây, đầy đủ hết. Tiếp tục sang cái bộ cơ đã hết rồi, mưa rồi, mưa càng ngày càng nặng hạt này. Đây là bộ cơ đây, bộ cơ đây, đây. Đấy. Bộ cơ này vẫn đang chạy nhá, tua đi tua lại các thứ bình thường. Thế nhưng chỉ có cái điều ấy là xin thưa với thầy, cái bộ cơ này của thầy nó hỏng cái motor này rồi. Bây giờ nó vẫn chạy ra, vẫn nói ra tiếng nhiều tiếng nữa. Nó không sao làm sao cả. Nếu mà thầy vào quân muốn nghe bằng cassette nó hay, chứ bây giờ nó vẫn nói ra tiếng, cái tiếng nó không sao làm sao cả. Thì thay cái motor nhá, bắt đúng bệnh luôn đấy, thay cái motor là hết. Đấy. Cái cơ của cái đài 1177 rồi cái cơ cửa B đài Sony 715. Xin thưa với quý vị và các bạn, cái bánh đệm, bánh đà này. Đấy. Ở dưới có cái trục nhựa này. Đấy, nó có cái ổ nhựa để lóc cái bánh đà vào, cái rất hay bị gãy. Nhưng cái này thì còn nguyên. Cái này thì còn nguyên này. Khi mình lắc cái bánh đà này, đấy, nó không nó có độ dư nhưng dư của nó rất thấp. Đấy, nó chắc chắn như này. Cái này còn nguyên nhá, cái này còn nguyên. Đây cơ đây. Cái này motor hỏng không? Tiếng nó không sao sao cả. Thôi. Mưa rồi. Mưa càng ngày càng nặng hạt rồi. Thôi đi chia sẻ tới quý vị và các bạn, và cũng mời quý vị và các bạn xem nội thất cái cục máy đài Sony 1175SC, và cũng thưa với sư phụ ở Vĩnh Phúc lý do tại sao mà ngày hôm nay chưa gửi được, ngày mai thì sẽ gửi cho thầy, hoặc là bây giờ thầy không mua nữa thì ngày mai đệ gửi lại tiền thầy, không có vấn đề gì cả. Đệ gửi là gửi có một lần thôi, không thiếu một xu một hào. Bây giờ thì dừng video đây cho nó đẹp. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, thân ái chào tạm biệt. Merci beaucoup.